Ngất quãng rồi. Gia đình 12, gia đình 6. Đi rồi, chúng qua đó lối. Giờ đây xin hội ý. Trong đoạn này lên mấy cũng được. Diện hạ đi theo ngàn. Hết thời gian hội ý. Đưa tay cáo hội ý 3 lần. Ôi đồ ơi, lấy chìa khóa cho bà Hoa Quân. Ui giời, nó bị cắt ngoãng một đoạn, điếc quá này. Ông cho lên cái đoạn đi dẻo ngắn rồi. 60 giây. Đưa bạn cho cao thật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.